Bạn này á là học trò của ông thần nước mặn Lộc nè. Và cái giống Robusta đây là các bạn để ý này, Robusta này là cái hạt nhỏ, giống giống rô sẻ thuần chủng, hạt rất là nhỏ. Không có giống cà phê nào á gọi là cà phê sẻ hết trơn á. Cái mà bác nói á, cà phê sẻ á, thực chất á là giống cà phê được trồng lâu năm, cỡ vài chục năm, nó già cỗi, nó cằn cỗi, cho năng suất thấp và hạt cà phê nó nhỏ nên người ta gọi là cà phê sẻ. Mà có biết tại sao gọi là cà phê sẻ không? Cái này chỉ có những lão làng rang cà phê lâu năm người ta mới biết cái tên gọi của nó thôi. Bây giờ người ta hay gọi cà phê theo cái phân sàn, ví dụ như sàn 18, 16, 14, 13 vân vân. Nhưng hồi xưa thì đâu có, người ta đâu có kêu sàn kiểu đó, mà người ta gọi có ba loại, có ba tên. Một loại á cà phê hạt to bự chà bá á người ta gọi là cà phê ngọn, mà những hạt mà nhỏ nhỏ hơn á nằm chung cái gốc, cái thân chính của cây cà phê á người ta gọi là cà phê cội. Còn một hạt cuối cùng nó nhỏ bé xíu đó, nó nhỏ mà ngang ngửa sàn 13, 14 bây giờ đó, người ta gọi là cà phê sẻ. Nói tóm lại á, cà phê sẻ là cà phê hạt nhỏ chứ không phải là một giống cà phê. Những cây cà phê vài chục năm nếu mà được chăm sóc tốt, đầy đủ chất dinh dưỡng thì hạt nó vẫn to bình thường. Thiết nghĩ á, bác nên làm đúng chuyên môn của mình là dạy người ta đấm bốc, đấm đá rồi chơi, chứ còn mà chuyện cà phê đó bác muốn giỏi á, muốn lên đây mà chia sẻ đó còn học hỏi nhiều lắm.